thì sau khi mình chết ở 91% hai lần liên tiếp trong chữ D của bản chữ cái Extreme Demon thì mình đã quyết định là mình sẽ tạm ngừng không chơi con đó nữa, là tại vì mình đã cảm thấy rất là áp lực. Nên là trong khoảng thời gian mình tạm ngừng chơi con này á thì mình sẽ chơi những con Extreme Demon dễ mà các bạn đã yêu cầu mình chơi. Lưu ý nha, Extreme Demon dễ, chứ các bạn kêu mình chơi những con Extreme Demon như là Limbo, Acheron, Avernus thì dĩ nhiên là mình sẽ không bao giờ chơi. Và có thể là trong tương lai mình sẽ làm một cái video để mà hướng dẫn các bạn cách để phân biệt độ khó của những con Extreme Demon hay là những con Demon nói chung. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi một con Extreme Demon khá là nổi tiếng. Một con Extreme Demon được làm bởi một người bạn không hề xa lạ của mình. Đó chính là Falling Up, được làm bởi Crazy Man 50. Thật ra là mình chả quen biết gì ổng hết trơn á, chỉ là mình đã có một cái mối thù với ổng từ con Black Blizzard mà ra thôi. Thì mình cũng hy vọng lần này mình sẽ không có trải nghiệm tệ như là con Black Blizzard. Thì nói sơ qua về con Extreme Demon này, nó từng là Insane Demon trong một khoảng thời gian rất là dài, cho đến khoảng 1-2 năm gần đây thì nó mới được lên làm Extreme Demon. Bây giờ mà nó còn là Insane Demon thì mình cũng không tin đâu, tại vì nó quá khó so với một con Insane Demon. Ok, mình sẽ chơi thử trong Black Demo cho mọi người xem. Ok, đây chính là một trong những con Extreme Demon rất là nổi tiếng của Crazy Man và đã được làm vào phiên bản 2.0. Và con này cũng như những con Extreme Demon khác của ổng, nó có một lối chơi rất là độc đáo. Wow, vẫn là từ độc đáo đó. Thì con này nó thiên về timing và shape, và đặc biệt là dual. Thì ở đoạn này chúng ta có đoạn timing này ở đây, mình thấy nó rất là khó, tại vì chúng ta cần phải canh khá là trễ những cái op này. Để mình qua thử nè mọi người, mình phải mất mấy lần thử mới qua được á, tại vì nó quá là khó. Nên là trước khi mình quay video này là mình đã tập luyện cái đoạn này và rốt cuộc là mình đã đi từ 1% tới 100%. Nhưng mà anyway, mình nghĩ chúng ta sẽ chết ở chỗ này khá là nhiều, tại vì nó là checkpoint ở đầu level. Ôi, này vừa mới qua được rồi mọi người ơi. Ok ok. Và sau khi chúng ta qua được cái đoạn đó rồi đó thì mình cứ việc chiêu thôi, tại vì đoạn này đánh drop thì nó cũng không có quá khó. Đúng rồi, con này cũng thiên về ship khá là nhiều ấy nhờ, tại vì mình cũng thấy con này cũng có khá là nhiều strength fly bay thẳng các thứ. Đoạn quay thì cũng không có khó lắm, nó chỉ gọi là hơi tricky xíu thôi. Và cái đoạn này rất là dễ chết, tại vì mình không nhìn thấy được từ xa, mình chỉ thấy được những cái gai mà chúng ta lại gần thôi. Và cái gai này, hai cái gai này mình cảm thấy nó rất là phiền phức, tại vì khi mình đáp xuống dưới đây á là nó bắt mình phải nhảy liền, không phải nhảy liền mà là phải canh rồi nhảy liền. Đó, mới rớt xuống cái nó xuất hiện một cái gai trước mặt mình, nhưng mà mình không thể nào nhảy ngay lập tức khi mình đáp xuống dưới đất được. Ví dụ như vậy nè, đó, mình nhảy về mình sẽ chết. Ok, đây chính là cái checkpoint. Mình thấy cái ốc xanh này khá là dễ chết, phải canh như thế này nè. Ờ, không qua được hả? Đây nè, ờ, đúng rồi, hên xui đó mọi người ơi, mình đi được 0%, mình cứ sợ chết chỗ đó lắm luôn mọi người. Và đây chính là cái đoạn nổi tiếng nhất của level, tại vì nó có một cái đoạn dual cuối kết thúc level rất là dã man. Ok, khúc đầu này thì không nói gì rồi. Và cái này bắt đầu nó phức tạp lên xíu nè mọi người. Cái đoạn dual nó phức tạp đến nỗi mình cần phải lên mạng mình học cách chơi, mình phải tìm người hướng dẫn, chứ mình không thể nào mình mò mình chơi được con này. Đây chính là cái đoạn ship, nó khá là ung thư. Thật ra là nó rất là lạ mọi người ạ. Mình phải tập luyện cái đoạn này rất là nhiều mới có thể chơi được á. Để mình cho mọi người coi, chưa chắc chơi được nữa, không biết là sao nữa. Nếu mình chết là do mình xui thôi. Ok, và đó chính là Falling Up của Crazy Man. Bây giờ mình sẽ livestream lên và bắt đầu chơi cho mọi người xem. Đúng rồi, hôm nay mình để cái icon của mình có Glow, nhìn thấy nó hơi lạ xíu phải không? Tự nhiên mình thấy chơi Glow đó nó dễ hơn hay sao á ta, hoặc là mình thấy cái icon mình nó đẹp hơn nên là mình chỉnh. Nói chung là mình thích mình chỉnh thôi. Ở cái đoạn này mình không thể nào kiểm soát được. Cái đoạn này mình thấy nó ngẫu nhiên lắm, có lúc mình qua được, có lúc mình qua không được. Cái đoạn ship nó lạ lắm, mình thấy nó gọi là sao ta, nó gọi là inconsistent đó. Nói chung đây là một trong những con Extreme Demon mà nó hay của Crazy Man. Mình thấy là con này nó đỡ hơn con Black Blizzard nhiều á. Tuy là nó có một chút sự dễ men tàn nhẫn của Crazy Man trong đây, tại vì cái đoạn cuối con level rất là khó, nhưng mà nó vẫn không bằng so với con Black Blizzard. Nói chung nó vẫn đỡ hơn. Trời ơi mọi người ơi, nói mọi người nghe luôn, hồi nãy á tôi chơi tôi luyện cái đạn ở 11%, rốt cuộc tôi đi được 11 tới 100%. Tôi không hiểu tại sao luôn á. Nè, nãy mình thấy là ôi sao đạn này nó khó quá ta, nó khó quá, mình phải luyện lại mới được. Mình chơi rốt cuộc mình đi từ đây đến 100%, gì nó tôi hát hoài, trời buồn ghê á. Gì nó tôi hát không phải vui lên chứ, phải vui lên, người ta khen mình chơi như hát là nghĩa là mình chơi tốt á, mình chơi giỏi á. Ờ, cái chỗ này cái checkpoint đầu tiên nè, cái chỗ này nó khó quá, mình thấy nó khó quá kiểu gì á. Yeah, let's go. Tôi quên mất.
Sorry mọi người, tôi quên mọi người ơi, tôi quên. Ấn cái đó xong là mình phải hạ xuống mình ấn cái off chứ sao mình ấn luôn làm gì? Cái đường đi mà không có xu á mình phải ấn. Quên, làm gì căng. Quên thôi làm gì căng. Con này cũng phân nha mọi người, chưa thấy phân. Sorry mọi người. Cái này là do quên. Không phải cố tình chết đâu, hoặc có thể là cố tình chết thiệt. Mình chỉ cần qua được cái chỗ này thôi. Cái chỗ off 11% đó là mình ok rồi. Cái chỗ này nè, trời ơi, chết hoài. Oh my god. Mấy cái ốp này nó khó hơn tất cả những đoạn còn lại luôn á. Nó khó hơn cả đoạn Entrival nên đùa mình chơi thấy ok, không có gì. Mà cái đoạn ốp đó, mình chơi thấy có vấn đề lắm. Trời đất quỷ thần ơi. Cái đoạn Entrival cuối á, mình luyện nhiều mình chơi cũng được à. Còn cái đoạn ốp 11% á là luyện nhiều cỡ nào đi chăng nữa qua cũng không được. Oh, nó khó quá à. Thiệt, nó khó thật sự á. Chữ F à, con này nó liên quan cho bạn chữ cái đâu, nó không liên quan cho bạn chữ cái. Nó không hề liên quan đến bạn chữ cái. Tao nhất thiết là mình chơi con gì cũng phải từ các bạn chữ cái đâu. Oh, no. Top 10 sự phản bội trong anime. Top 1, 50% Catalyze. Top 2, 91% The Yuru Descent. Top 3, 11% Falling Up. Ok, that's expected. Cái đoạn ship này nó dễ chết nên là mình có không bất ngờ nhiều mấy. Alright. 91 hả? No, 91 hả? 91% hả? No. Làm gì thì làm chứ đừng có chết ở 91% chứ trời, hoài á. Tối nay anh so xe co extreme, Ryan, Hopper Junior. Double, Chipper Hopper Flame Grow Tay with Perfect Topper. Iru This Day, Lettuce, Mayo, Pickle, Ketchup. It's okay if you don't want that. Impossible or Bacon Hopper. Oh man, 68% mình chắc đang quay này, đang quay này nó cũng hơi khó xíu. Nhưng mà thanh niên Astro VN chắc gì? Whopper, Junior, Double, Triple, Whopper. Whopper. Quên lời. Aw man. Hello, chúc livestream vui vẻ. Nhạc nghe hoài niệm ghê. Ai quen vậy ta? Không ai khác, đó chính là Elon Musk, aka Đỗ Đức Bình. Oh my god! Bruh. What? Tôi chưa hề ấn nhảy luôn á. Ủa? Check ba lại. Ủa? Chết đường nào vậy? Mình muốn chết lại vậy cũng không được nữa đó. Thiệt á. Chết lại vậy không được nữa đó mọi người. Bị gì vậy? What? Hello chúc livestream vui vẻ. Gì nữa vậy? E vừa mới được si 70% câu. Này là tôi đang, mọi người nhìn cái góc chó như thế này nè. Tôi đang giữ yên khúc này. Đó, vẫn hiển thị số 1 là đang giữ yên khúc duo này nè. Và tôi thả ra, xong rồi tôi ấn cái ốc vàng một cái thôi. Và một cái ốc vàng. Đó. Sau đó tôi không hề ấn gì hết. Và nó té vậy đó. Oh. Hello Long Hunter, chúc anh Long sớm biết được con này. Và mọi người hãy vào server Discord để được giao lưu với Long Hunter. Tôi đoán. Tiếp X. Trần Châu gì cơ? Ai vậy? Ủa năng lượng hả? Trời ơi, sorry, Long đã sai. Cảm ơn bạn nhân lương nhé. Nhân lương nãy đọc nhân lượng trời. Chúc bạn show good man ngày tốt lành nhé. Oh man. Trời ơi, tính đâu tôi thắng level cái đinh nói là Better Call Saul. Giống như cái hồi mà mình biết con Artisan Sen mình cũng đang nghĩ trong lầu đầu à. Sao mình không biết con level sau cái mình nói Uyuyatara Saul. Rốt cuộc mình biết thiệt.
Rồi mình nói Yatarasu, tôi yêu Yatarasu. Gì vậy? Gì vậy? Ok, cảm ơn bạn Hai Quyết Lực với lại bạn Nhân Lương. À! Hi Anh Long chúc anh buổi tối vui vẻ và biết được con level này. Em không có gì nhiều, mong anh nhận mặt cười. Cây quýt bao tiền, cây quất bao nhiêu? Ah! No, what? No, 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 no! Trời ơi, what? Không, tôi tưởng tôi thắng rồi. Trời đất ơi, sao chết nhảm vậy? Tôi là chú tệ chết nhảm hả? Cái gì vậy? Nó chết cho nó được. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Qua được cái chỗ này là coi như là OGG, GG. Qua được cái set này coi. OGG, GG. Thắng game đến nơi rồi. Better Call Saul, GG! Let's go! Best is Ready Man của Crazy Man. Tôi rất là yêu level này. I love you, Crazy Man. Tôi từng rất là ghét ông nhưng mà chúng ta đã lại bỏ đi mối thù xưa rồi. Mình không còn block Crazy Man nữa. Aha, mọi người đã thấy. Mình không còn block Crazy Man nữa. Enjoyment 10 trên 10. Let's go! Con này quá hay. Tôi yêu này. Con này chắc là cũng nga ná con hơn, khó hơn con Cataclysm một xíu à. Ờ mọi người thấy không? Black Blizzard 0/10, Falling Up 10/10. Oh my god, Extreme Demon thứ 22 của mình. Từ Crazy Man, no way. À, con này không, mình không có tốn nhiều item vậy đâu. Tại vì hồi xưa mình chơi con này mình nghịch nghịch á, chứ mình không có lên con level chính thức. Nên là mình sẽ tính item, mình nghĩ là 1,200-1,300 item à. 1,500, có hay 1,500 item không biết nữa. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video thì các bạn cho mình like, mình share. Và đừng quên subscribe mình và đừng quên cái chuông nhấn vào kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.